Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Em tiếp tục có một cái video mới nữa cho ngày hôm nay, ngày 31 tháng 7 anh chị ha. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em thì có để dưới góc phải màn hình, anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và giá em báo trên video là giá chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị nha. Video vừa rồi là những cái sản phẩm hàng túi lỗi giá siêu rẻ, còn video này là hàng đẹp anh chị ha, hàng túi đẹp, túi sử dụng bình thường nha, không có lỗi nha anh chị nha, hàng si nhưng mà không có lỗi. Đầu tiên thì em sẽ có một cái ví này, ví này là cái anh nam mình xài cũng đẹp, nữ mình xài cũng được nè. Anh này còn cả hộp luôn. Rồi bên trong thì còn là một cái chiếc ví nhỏ ha, ví nhỏ để mình đựng thẻ. Cái này nó còn cả tác, còn cả hộp như vậy nên chị mình mua tặng cũng được á, hoặc là mình muốn xài độ mới cao thì mình lấy cái này, hàng người ta có ghi chữ là Anson bằng da bò anh chị nha. Những cái thương hiệu này thì nó cũng khá là lạ đối với mình, cho nên là em cũng chỉ bán như cái túi da bò thôi, không có bán hiệu gì đâu. Made in Japan anh chị nha, có cái tag Made in Japan đây. Rồi ví này thì mình đựng thẻ là vô tư nha, đựng nem cạc, đựng thẻ ATM, thẻ đồ này kia nhiều nhiều là vô tư ha. Rồi bên trong này là có demo cho mình cái thẻ nè, rồi đựng vô thôi đó. Hoặc là cái này á, nó có cái ngăn to to này, mình muốn đựng tiền thì mình có thể xếp gọn mình bỏ vô, nhưng mà cái ví này người ta sẽ thiết kế để mà mình đựng thẻ đó. Kích thước của cái ví nhỏ xíu này á, thì nó sẽ được là 11 nè nhân với lại 7 cm. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 300.000, anh chị chốt giùm em mã là H60, giá là 300 chữ H anh chị ha, H60 giá 300.000 cho cái ví này. Rồi H60 nè, giá 300 nè. Rồi tiếp tục, em có một cái ví này nó cũng còn cả hộp luôn, có ghi chữ là Studio Desino gì đó, còn hộp nha, cái hộp. Ví này thì nam nữ đều xài được. Ví này như em có giới thiệu qua rồi đó anh chị, bằng da bò nha anh chị ơi, bằng da bò, khóa kéo như vậy. Đây là mặt trước nè, khóa kéo như vậy, qua một bên như vậy ha. Bên trong rất là mới luôn, có nhiều ngăn như vậy nè, ngăn như là ổ ong vậy đó. Rồi bên trong bên đây thì nó có cái khóa kéo, một ngăn khóa kéo. Rồi ở đây thì có rất là nhiều ngăn như vậy. Cái này thì đựng tiền mình cũng phải xếp nha anh chị, nó không có ngăn đựng tiền dài, mình đựng thẻ là vô tư luôn. Cái này rất là mới ha, nam nữ đều xài được hết, còn hộp luôn. Rồi size ngang á là được 14 nè, nhân với lại 9 đó. Cái này thì em cũng bán cho mình với giá là 320.000 thôi. Anh chị chốt giùm em mã là H57, giá là 320 cho cái ví này. Ví này cũng còn hộp nha anh chị, H57 giá là 320.000 cho cái ví màu đen rất là xinh này. Tiếp theo là em sẽ có một cái ví hiệu Pierre Cardin, ví này là của nữ. Ví này là dạng ví cầm tay to, độ mới thì nó không phải được 100%, nó khoảng cỡ 90% thôi, tại vì cái phần khoang trên đây nó có bị oxy hóa nhẹ nhẹ, nó có mờ mờ nhẹ nhẹ đó anh chị ha. Đây đó, cái chỗ này là bằng vải nè, rồi người ta sẽ có cái logo chữ B, chữ BA Cardin đó anh chị. Mở ra thì ở trong đây là lót da, rồi chỗ này thì made in răng ở đây nè ha, sản xuất tại Pháp luôn, có cái chữ là BA Cardin ngay đây. Có rất là nhiều ngăn cho các chị mình đựng tiền, đựng thẻ đồ này kia trong đây. Rồi có một cái ngăn cốp, bên trong cái ngăn cốp này thì mình lót vải, dường như chưa có xài đó anh chị, nhưng mà nó không được mới ken tại vì họ để lâu anh chị ha. Chứ trong cái cốp thì dường như là nó chưa có thấy dấu hiệu để tiền xu để gì đâu. Còn rất là đẹp, tổng thể đẹp. Cái này mình mua tặng người thân giùm em nha, tặng người hơi lạ lạ thì nó không phù hợp lắm đâu, còn tặng người thân thiết các anh mua cho các chị ở nhà là quá là vô tư luôn. Size ngang là được 19 nè, nhân với lại 9.5, nhân với lại 1.5 đến 2 cm. Cái này em bán cho mình với giá là 500.000, hàng hiệu của Pháp anh chị ha. Chốt giùm em mã là H56, giá là 500.000 cho cái ví này, ví nữ. Tiếp tục là cái gì đây, cái này cũng có hộp luôn nè anh chị nha, cái hộp trắng. Mẫu này là ví da bò đơn giản thôi, cái này nam nữ đều xài được, nó mỏng nhẹ gọn, dạng ví lép á đó, bằng da bò xước xước như vậy nha anh chị nha, gọn lắm nha anh chị. Bên trong thì là lót lót này lót phun sơn, nhưng mà hiện tại thì thấy nó cũng còn ok đó anh chị nha, nhưng mà mình nhìn vô mình biết nó phun sơn ngay chỗ này. Và mấy cái ngăn nhỏ nhỏ này đây, rồi em bán giá siêu rẻ cho cái ví này luôn. Ví này thì còn hộp, còn mới lắm, nhưng mà cái lót phun sơn hiện tại thì chưa có lỗi nha, nhưng mà dĩ nhiên là cái lót phun sơn thì nó sẽ không có bền lắm anh chị, xài thời gian thì nó sẽ bị bong chóc. Size ngang là 18.5 nhân với lại 8, nhưng mà hiện tại thì vẫn xài bình thường. Rồi mình chốt cho em cái này, mã của nó sẽ là H59 nha, em bán cho mình với giá là 180 luôn. H59 giá là 180, hiện tại là xài bình thường, nhưng mà nó là lót phun sơn nha anh chị,
H59 giá là 180.000. Tiếp theo là em có một cái ví của Armani. Armani này thì còn cái hộp nhưng mà cái ví bên trong thì nó không có mới. Là ví da bò hàng hiệu Armani nha, còn thẻ sổ rồi tùm lum hết nha. Nhưng mà mấy cái phụ kiện bên ngoài vòng vòng thì nó mới thôi, còn cái sản phẩm chính của mình thì nó lại cũ nha. Cái ví nó cũ khoảng 75-79% thôi, người ta cũng có sử dụng nhiều đó anh chị. Rồi nó có sờn, có nhăn ha, có sờn, có nhăn đồ này kia. Ở trong thì là lót da, có cái tag là Armani ngay đây. Rồi, rồi Made in Italy ghi đây. Đó, có khóa kéo bên trong là lót vải luôn, và một số ngăn thì lót da. Nói chung là hàng xịn nha, hàng xịn, hàng có hiệu, hàng thương hiệu lớn Made in Italy, da xịn, trên đây nó có logo luôn nhưng mà nó không có mới. Đó, hiện trạng nó như vậy anh chị nha, không có mới nha anh chị, không có rách lõi nhưng không có mới ken. À, kích thước của cái ví này thì nó sẽ được là 19 là nhân với lại 9.5. Rồi anh chị chốt giùm em cái này, mã của nó sẽ là H58, em bán cho mình với giá là 390.000 luôn. Do nó có độ cũ nha anh chị, H58 giá là 390 cho cái ví này. Rồi, tiếp tục. Em có một cái combo hai cái túi vải. Nói chung là hàng Nhật nó về thì nó rất là đa dạng phong phú, nó cực kỳ nhiều mẫu mã, nhiều chất liệu anh chị ha. Em có hai cái túi vải, một cái túi vải, cái túi này là bằng nhựa màu đỏ nè, cũng không mới ken nhưng mà bằng nhựa mình đựng đồ linh tinh cũng được anh chị ha. Có nút hít miệng, bên trong là lót vải luôn, rồi có ngăn khóa kéo nữa. Này mình đựng đồ cũng rất là tiện nha. Cái này bằng nhựa màu đỏ, rồi cái này thì bằng dây người ta bệnh lại với nhau, nhưng mà điều cái này độ mới cao nè, phối với lại miếng da tổng hợp bên dưới ha. Vải hàng có hiệu luôn đó anh chị. Đấy, nhưng mà cái chất liệu này nó không có phải là không phải là lục bình nha, cái dây nó cũng thiên nhiên lắm nhưng mà cái dây nhìn nó mảnh hơn. Rồi cho nên là em gom lại em bán combo giá rẻ nhanh gọn cho mình luôn ha. Xa ngang đó là được 40 nè, cao lên đó là được 27. Rồi còn cái túi đỏ này là ngang là được 25. Cao lên đó là được 26 nha anh chị. Combo hai cái này em bán cho mình với giá là 180. 180.000 mình chốt giùm em mã là H55. Giá là 108 cho cái combo hai cái túi này, H55 giùm em. Hai cái đều không có khóa kéo miệng nha, đều nút hết miệng hết nha anh chị. H55. Tiếp theo, em có một cái túi trống du lịch. Cái này là vải phối với lại da, nhưng mà độ mới nó rất, vải phối da tổng hợp luôn mà rất là đẹp nha. Các cô mình xài mẫu này đẹp lắm á. Em không có độn phơm luôn. Ở bên trong thì người ta có một cái miếng miếng lót đáy như vậy nè, để cho nó đứng cứng cái phơm anh chị ha. Rồi bên trong thì cũng khá là mới. Độ mới này nó khoảng cỡ được 89-90%, cũng có qua sử dụng nhưng mà chắc ngay người chủ cũ này sử dụng cũng ít lắm, cho nên nó còn đẹp lắm nha. Phơm này rất là gọn, tiện xài, mình đựng 3-4 bộ là vô tư. Size là 36 nè, nhân 23 và nhân với lại 19 cm. Rồi cái túi này em bán cho mình với giá là 400.000. Anh chị chốt giùm em mã là H12, giá là 400. H12 giá 400. Túi này còn rất là đẹp nha. Phơm là người ta là phơm sách tay thôi mà nhìn nó sang vô cùng anh chị ha. 400.000 cho cái túi này, đẹp lắm. Rồi tiếp theo, em có một cái clutch cầm tay da bò. Anh chị nào mà mình thích da xịn, da chất thì mình lấy cái này. Cái này hàng hiệu của Italy. Đấy, đẹp nha. Cái này thì da xịn nhưng mà nó không mới ha. Hàng hiệu của Ý, da Ý, da Đức đồ này kia thì anh chị biết là nó rất là VIP rồi. Nhưng mà riêng cái này thì người ta có xài nhiều ha. Có hai cái khóa như vậy, dành cho anh chị nào mà mình thích gu mộc mộc chất chất nha. Hàng hiệu của Bolini, rất là đẹp, da xịn nhưng mà nó không có được mới ken. Đó, kích thước của cái túi này thì nó sẽ là size ngang là được 26 nè, cao lên là được 16 và độ dày của nó là được 9 cm. Có hai khóa miệng nha, phía sau lưng nó sẽ có mấy cái đốm đốm nó đậm đậm màu giống như đồi mồi vậy anh chị. Độ mới cái này em báo khoảng cỡ 78-79% thôi, không có rách lõi nhưng mà trên da nó có xuống màu, có này có kia ha. Rồi khoen khóa có oxy hóa nè, trên khoen khóa dập hiệu hết luôn. Nhưng mà anh chị nào mà gu chất một cái là mình xài cái túi này là thấy là nó chất chơi liền, đẹp lắm. Bên trong lót da tổng hợp có cái tag là Bolini, Made in Italy ngay đây. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 520.000. 520 dành cho anh chị nào thích da chất nha, 520.000, mã là H13. 520.000, H13 dùm em anh chị nha. Rồi, 520. Rồi tiếp tục, em có một cái túi cót Mỹ. Túi này là vải vải nỉ á,
vải nỉ, vải dạ gì đó phối với lại da. Đây, form này là form công sở, sách tay anh chị ha, hàng cos là COACH. Rồi size là được 28 nè, cao lên là 20, độ dày của nó là 11 cm, độ mới khoảng cỡ 85%, hàng có qua sử dụng. Cái phần da chỗ này thì nó có hơi bị sờn góc nha anh chị ơi. Tổng thể cái túi thì còn khá là ổn, nhưng mà nó cũng có qua sử dụng chứ không phải là mới ken ha. Rồi, ở trong này có khóa kéo miệng nè, form hộp cũng xinh lắm, có tag code luôn, có mã code luôn anh chị nha. Cái này để em coi, Costa Rica đó, nó mắc tin gì Costa Rica đó anh chị. Rồi có mã code đây, bên trong là lót vải, có khóa kéo như vậy. Cái này thì chỉ xách tay thôi anh chị, không có dây đeo nha, xách tay như vậy cũng khá là xinh ha, hàng hiệu cos Mỹ. Cái màu cái chỗ này nè, cái dạng như là vải nỉ, vải tuyết, vải dạ đó, mà các chị mình hay mình mặc hay cái áo lạnh đó, thì nó sẽ như vậy nha, nó không có phẳng view ha, nó sẽ sần 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 sần, và cái màu của nó sẽ cũng như vậy luôn chứ không phải bị xuống màu đâu. À, tổng thể thì nó có đồ cũ chứ không phải mới ken, nhưng mà cũng còn rất là đẹp chứ không có bị cũ xì, nhưng cũng không quá mới ha. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 690.000, anh chị chốt giùm em mã là H46, giá là 690.000 cho cái túi cót này. Sách như vậy thôi, form nó cũng xinh. Tiếp theo là một cái này là của Charlotte Jordan, form cót như vậy nè anh chị. Hàng Charlotte Jordan dành cho các chị mình đựng đồ mỹ phẩm là quá hợp nè, gọn anh chị nha. Chỗ này là da, rồi chỗ này nó sẽ là phối với miếng da. Chỗ này cái da này là cái da người ta làm họa tiết nha, chỗ này người ta phối với cái miếng da bò, và trên đây người ta ghi chữ là Charlotte Jordan chạy dài dài ngay đây. Trên cái phần mở khóa này thì nó sẽ có bị răng răng hơi sần sần, kiểu có sử dụng rồi á anh chị. Cũng không quá mới nha, góc cạnh thì còn đẹp. Mở cái cốp ra thì bên trong là lót vải, vải bố, bên trong lót còn mới đẹp lắm luôn. Hàng hiệu của Charlotte Jordan của Paris, có một ngăn khóa kéo trong đây. Bên trong lót còn đẹp dữ lắm nha anh chị nha, phom cốp. Rồi không có dây đeo gì hết, cái loại này là để mình đựng đồ cá nhân. Đây là cái chỗ sờn nó nằm ngay đây. Đó, đẹp anh chị ha, để em đo kích thước nè. Size ngang là được 24-25, cao lên là được 16 cm. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 550 nha anh chị. Cái này hàng hiệu 550.000, mã là H14, giá là 550 cho cái túi này. H14 anh chị ha, 550 cho cái túi này. Tiếp theo em có một cái túi da bò, nhưng mà điều cái này nó không mới không mới lắm đâu, có độ xuống màu ha, hàng hiệu của New York, da bò độ mới khoảng cỡ 70% thôi, khoen khóa thì còn rất là đẹp nha, nhưng mà cái da thì nó có xuống màu và nó có bị đậm màu nhiều chỗ anh chị nha. Mình mua để đựng đồ đồ này kia thôi, còn yêu cầu độ mới cao đây này kia thì cái này nó không hợp. Hàng có hiệu, có chỗ móc dây đeo, còn cả dây luôn, da xịn lắm á, nhưng mà không mới nha, khoen khóa thì còn sáng nè. Nè anh chị thấy cái độ cũ nó nằm đây nè đó, nó bị dạng như là nó ra dầu á. Đây nè, mấy cái viền này nó đen đậm, rồi cái quai nó cũng đen đậm luôn, góc cạnh người ta bo. Cái này hàng hiệu xịn lắm anh chị nha, đó như hình anh chị ha, nhưng mà nó không được mới. Rồi bên trong này lót vải dập hiệu rộng rãi, cái này đựng được 2-3 bộ đồ, da thì rất là dày. Xách cái túi là mình biết hàng xịn liền, nhưng mà nó không được mới thôi. Size ngang miệng là được khoảng 40, cao lên là được 20, độ dày là được 15. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 280.000, anh chị chốt giùm em mã là H15. Lưu ý là cái độ cũ nó nhiều nha, 280.000 H15 cho cái túi này. Rồi tiếp tục, em có một cái siêu phẩm dành cho các anh nè. Cái này là của thương hiệu Trussardi, hiệu của Italy á. Chất liệu dĩ nhiên là canvas nè, phối với lại da thật ha. Cái màu đậm á là da thật, còn mấy màu nhạt đó sẽ là canvas. Và đặc trưng của thương hiệu này thì họ hay làm cái chất liệu như vậy nha. Mẫu này thì em thấy là nam xài nó mới phù hợp, tại nữ xài thì nó to quá. Đó, còn cả dây luôn, hàng hiệu của Italy. Độ mới cái này nó khoảng cỡ 87-88%, còn rất là mới so với những cái thương hiệu lớn của Ý ha. Size ngang là được 34, cao lên là được 26, và độ dày của nó là 14 cm. Cái này tháo như vậy nha, khỏi cần phải tháo dưới đâu nha anh chị, nó tháo như vậy. Rồi có khóa kéo miệng luôn, khoen khóa thì dập cái Trussardi hết luôn ha. Rồi bên trong là lót vải nè, có cái tag là Trussardi Made in Italy. Bên trong lót vải cũng sạch đẹp anh chị nha, có nhiều ngăn,
ngăn đó ngăn này, dây zin theo túi luôn, khoen khóa thì còn sáng. Cái phần da thì nó cũng không có bị sờn bị gì hết anh chị, nó còn rất là mới ha. Tổng thể thì nó không có được mới keng 100% đâu, nhưng mà nhìn nó rất là đẹp. Đây góc cạnh này còn đẹp lắm, khoảng 80% là vô tư luôn. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 900.000, anh nào thích mình chốt giùm em mã là H16 giá 900, H16 giá 900.000 cho cái túi này. Đó, đẹp lắm nha, túi này lâu lâu mới về được cái hiệu này mà độ mới được như vậy. Màu của nó là màu cam cam nâu nâu. Tiếp tục là một cái túi vải nè anh chị. Túi vải này nó là vải nỉ á. Đây, túi này rất là hiện đại luôn nè, hình chụp Mickey đồ nè, rất là mới nha, còn cái bọc bên ngoài. Túi vải đơn giản thôi. Size ngang là được 33 nè, cao lên là được 36. Rồi, bên trong đây á, thì là không có nút khít miệng, không có gì hết anh chị ha. Nó chỉ vậy thôi. Mà nó mới nha, màu nó là màu ghi. Rồi cái này em bán khuyến mãi cho mình với giá là 150. Anh chị chốt giùm em mã là H17 giá là 150.000. H17 giá là 150 cho cái túi này. Rồi, tiếp tục. Rồi tiếp tục thì em có cái túi da linh dương. Túi này đẹp dữ lắm luôn anh chị ơi. Đẹp lắm nha. Da linh dương màu đậm. Độ mới cao. Size ngang miệng là được 32 nè, ngang đáy là được 34, cao lên là 21 và độ dày của nó là 15 cm. Khoen khóa thì nó có một cái chỗ này nó hơi xét nhẹ, 2-3 điểm nhẹ, rất nhẹ thôi. Còn lại tổng thể là rất là mới đẹp, dường như là hàng trưng bày nha anh chị. Đó, cái này mình tặng bạn bè thân thiết là ok nha. Bên trong thì là lót vải luôn, da linh dương, nó nhẹ gọn thôi, nó nhẹ chứ nó không có nặng. Anh chị thấy túi mình sợ nó nặng ha, nhưng mà da linh dương với lại da kangaroo á, nó rất là nhẹ. Cái này giá là 1,4 triệu, giá siêu rẻ cho một túi da linh dương da độc lạ anh chị ha. Mã là H18, 1,4 triệu cho cái túi này. H18 giùm em nha. Túi này thì giá tới đó thôi, em không có khuyến mãi gì thêm được anh chị, giá rất là tốt rồi. Rồi em có một cái túi vút két này của Polo Ralph Lauren, da bò. Da rất là chất, rất là xịn luôn, foam bút két, foam miệng rút đó. Và cái foam này thì ở bên Nhật người ta gọi là cái foam túi phong thủy thu hút tài lộc đó anh chị. Người ta thường hay làm những cái túi nhỏ 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 đó để sử dụng anh chị ha. Size ngang miệng là được 17 nè, ngang đáy là được 15, 16. Không, ngang đáy là được khoảng đúng rồi, khoảng 16. Cao lên là được 26 và độ dày là 15 cm. Độ mới cái túi này khoảng cỡ 80-82%, không có lỗi lầm. Và cái da của nó chất, da dày xịn. Nhưng mà nó dạng vintage cổ điển anh chị nha. Nhưng mà cái túi này mình dễ xài lắm, cái mẫu này nó không có bị già, tại vì cái da cái màu nó vin thôi, nhưng cái túi này thì nó không có già ha. Rồi bên trong thì có ghi là Ralph Lauren, từng cái khoen khóa dập hiệu nha. Thương hiệu này rất là nổi tiếng luôn, giá của nó là 880.000. Anh chị chốt giùm em mã là H19. Giá là 880. H19 giùm em ha, 880.000 cho cái túi này. H19 888. Rồi, tiếp tục. Một cái túi da bò đan. Túi này thì không có mới keng, khoảng được 80% từng cái miếng da người ta đan lại với nhau như vậy. Các cô mình xách mẫu này đẹp nha. Góc cạnh có sờn, da bò xài Vivu rất là bền. Đó, màu nó đầm. Màu này thì nó với cái dáng này thì nó hơi lớn tuổi. Size ngang là 28 nè, cao lên là 19, độ dày là 10 cm. Rồi phom cốp xách tay, bên trong là lót da. Đó, có cái cốp như này anh chị nha. Mấy cái vết dơ này khi mà anh chị nhận rồi nó không còn đâu, tại vì em đã lau sạch hết rồi. Cái này giá là 390 nha anh chị. Mình chốt giùm em mã là H37, giá là 390.000. H37 giá 390 cho cái túi da đan này. Rồi, tiếp theo. Một cái chiếc túi da kỳ đà, kỳ nhông ghép. Đây. Màu của nó hơi nhạt nhạt như vậy ha, nâu nhạt. Có một cái vết sờn nhẹ ngay cái miếng da chỗ này đó, một miếng cho cái tay em nè. Rồi, còn lại tổng thể thì khoảng cỡ 82-85%. Size ngang miệng là được 28 nè, ngang đáy là 30, cao lên là 22. Form sách nha anh chị, bên trong là lót da luôn. Đó, cũng rất là xinh ha. Túi này cũng xinh lắm. Rồi. Cái này em đang khuyến mãi chỉ có 500.000 thôi đó anh chị.
da độc lạ nha, da kỳ nhông kỳ đà, giá 500, mã là H54, giá là 500.000. H54, túi này đẹp nha, không có xấu đâu anh chị, có một vết nhỏ xíu chỗ này thôi, còn lại rất là đẹp luôn. Đó, da kỳ nhông kỳ đà ghép lại, bên trong lót rất là sạch đẹp. 500. Tiếp tục là một cái Club Valentino. Club Valentino này còn cả cái túi vải nè. Ở cái túi thì nó dường như chưa có sử dụng luôn đó anh chị, dàn hàng trưng bày đó, nhưng mà nó có một cái vết chỗ này. Đây nó có cái vết nhỏ chỗ này, đó chỗ cái tay em nè, nó có bị bong bong chút xíu chỗ này ha. Còn tổng thể là rất là đẹp luôn. Bên trong là lót da dập hiệu nè, tag là Made in Italy. Cái này em đang bán với giá là 450 đó anh chị. Và có siêu khuyến mãi hôm nay nha. Size là 27 nè, nhân với lại 20, nhân với cái đáy là được 6 cm. Cái này anh chị chốt dùm em cái mã của nó là H11, giá 400. H11 giá 400.000 cho cái clutch này. Valentino mà độ mới cao thì em có về một cái túi mà đeo chéo hồi hình như sáng này em có giới thiệu đó anh chị, rất là mới luôn. Mà mấy cái mẫu đó thường là hiếm gặp lắm nha, độ mới cỡ đó thì không phải là dễ gặp đâu. Rồi tiếp tục thì em có một cái túi đeo chéo của nam, cái này da tổng hợp, khuyến mãi cho anh chị cái này luôn. Đấy, bằng da tổng hợp nha, nhiều ngăn, dây là dây vải luôn anh chị. Đây nó dày, màu đen phối với màu nâu, dây là dây vải luôn nha, độ mới cũng cao. Nhưng mà nó bằng da tổng hợp, không có da bò nha anh chị, da tổng hợp hết, cái viền nâu nó vẫn là viền da tổng hợp luôn. Size là 20 đến 22 nhân với lại 26 và nhân với lại 8 cm. Rồi, khuyến mãi cho anh chị với giá là 220.000. Chốt giùm em mã là H9. H9 giá là 220 cho cái túi này. Đó. Tiếp tục. Một cái cặp da bò phối với lại da cá sấu, cặp này của nữ. Dây thì mình có thể tăng chỉnh cho em nha. Tăng chỉnh, cái này là đang tăng chỉnh dài rồi đó. Mình tăng chỉnh ngắn lại, tại vì dạng dây chập đôi đó. Hoặc là mình cất cái dây luôn để mình xách tay thôi. Cái phần màu xanh rêu này là da cá sấu, phần màu xanh dương này là da bò. Size ngang miệng là được 31.5, ngang đáy là được 33, cao lên là 25. Rồi, cái phơm nắp bị thư nha, cái phần viền chỗ cá sấu này nó có hơi bị sờn trắng trắng nhẹ nhẹ, nhưng mà tổng thể còn được lắm, chứ không phải bị cũ xì đâu nha anh chị, nhưng mà nó cũng vẫn có độ cũ ha. Hàng này có chứng nhận là da cá sấu thật nè. Rồi, không có ghi made in nước nào đâu. Bên trong là lót da và cái lót nó cũng màu xanh rêu và cũng người ta có sử dụng rồi đó, chứ không phải là mới ken ha. Rồi, dây thì mình tháo rời ra được luôn nha anh chị. Tháo nó ra nè, có cái nút bên đây, hai cái này tháo ra cất vô xách tay như vậy thôi là đẹp. Phía sau lưng có ngăn. Đó, ngăn sau lưng cũng lót da luôn. Rồi, cái này em khuyến mãi cho anh chị với giá là 680 nha. Da bò phối với da cá sấu. 680.000. Mã là H8 giùm em. H8. Giá là 680 cho cái túi này. Túi này đi làm công sở là đẹp, rất là sang, đựng được nhiều ha. Đó, nó đẹp như vậy nè. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là một cái chiếc túi da cá mập. Cá mập này em siêu sale cho anh chị luôn. Cá mập mà hàng hiệu nàng tiên cá này, hiệu này của Nhật anh chị. Da cá mập xanh rêu nha, nó không có mới ken anh chị nha. Độ mới nó khoảng cỡ 70 mấy% thôi, cỡ 78-79% thôi, không được mới lắm. Nhưng mà được cái nó hàng hiệu và da độc lạ. Size ngang là 32, cao lên là 22, độ dày là được 13 cm. Đây, bên trong là lót da tổng hợp dập cái nàng tiên cá đó luôn nha anh chị. Độ mới không quá cao nhưng không có rách lỗi đâu. Hôm này thì mình đựng được khoảng 2 bộ đồ, hoặc là mình đi làm công sở cũng được. Da cá mập nhưng mà nó có độ cũ nha anh chị ơi, có độ cũ ha. Rồi, em khuyến mãi cho mình với giá là 500.000. Anh chị chốt giùm em mã là H53, giá 500. Nếu mà anh chị mua hàng da cá mập thì thường nó khoảng 2 triệu mấy, 1 triệu 8, 1 triệu 9, 2 triệu 3, 2 triệu 6 vậy anh chị nha. Cái này em bán giá 500 thì dĩ nhiên là nó có đồ cũ anh chị ha, miễn là không có rách lõi. Cái nào rách lõi thì em sẽ bán cái video hàng lõi rồi. Rồi tiếp tục, em có một cái túi này rất là xinh, cái màu nó tí tí đẹp lắm nè. Cái này là da dập vân, da tổng hợp dập vân luôn. Da tổng hợp trên đây là dập vân kỳ đà nè, dưới đây là dập vân đà điểu nha, phối cái màu quá xinh. Phơm cũng đẹp, độ mới cũng cao, nhưng mà đều nó da tổng hợp anh chị ha. Size ngang là được 25, cao lên là 20, độ dày là 8 cm. Có khóa chìa nè, cái chỗ trên bộ khóa này nó cũng hơi trầy nhẹ, nhưng mà anh chị thấy cái tổng thể cái túi rất là mới đẹp, phơm hộp xinh xắn luôn. Bên trong là lót da
tổng hợp nha. Rồi cái da tổng hợp bóng bóng đó. Rồi cái dây là dây màu xanh, không có hiệu ha, da tổng hợp luôn. Độ mới nó khoảng cỡ, cái dây thì nó hơi dính dơn chút xíu nè. Độ mới này bên ngoài mình nhìn nó khá là cao, nhưng mà tổng thể thì em cũng báo khoảng 80% thôi. Thứ nhất là trừ cái điểm trầy trầy chỗ cái này với cái dây nó hơi dơ ha. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 390. Lưu ý nó da tổng hợp nha anh chị, nhưng mà nó đẹp. 390.000, mã là H51. H51 giá là 390 cho cái túi này. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là em sẽ có một cái túi này là da dập vân cá sấu bóng kính. Này dập vân nha anh chị, không phải cá sấu bóng kính nha, nhưng mà cái foam nó cũng rất là cứng cáp nha. Bên ngoài thì nó sẽ có những cái xước sát anh chị. Đây nè, nó có một số cái vết xước nha. Độ mới khoảng 85% thôi, không mới ken nha. Cái này da dập vân cá sấu bóng kính chứ không phải là cá sấu bóng kính. Size ngang là được 27 nè, ngang miệng là được 25, cao lên là 22, độ dày là 9 cm. Rồi miệng cớp nè, bên trong là lót vải luôn. Bên trong lót là xài Vivu anh chị nha, có miệng cớp này. Độ mới khoảng cỡ 85% thôi anh chị nha, không có mới ken nhưng mà cũng còn đẹp lắm, không có rách lỗi đâu. À có lỗi rồi mới phát hiện anh chị ơi. Đây cái vai nó lỗi nè, nó bị gãy hai bên á. Hiện tại thì mình vẫn em thấy vẫn xách bình thường đó, mình xách gì cũng không sao, nhưng mà mình thấy nó có vết gãy chỗ này đó, có vết gãy đây hai cái vết nè, một bên thì thôi, giống như là cái nào đó nó nặng quá nó đè lên á chị, nó gãy hai bên. Cái này các chị mình có thể mua cái sợi dây cột túi đó, mình quấn 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 vòng vòng qua tới đây, mình thắt cái nơ vô cho nó đẹp, hoặc là hiện tại thì mình mua về mình cũng xách được bình thường ha. Do nó có cái điểm lỗi chỗ này cho nên là em trừ điểm cái túi này, em bán giá tốt cho mình để mình về mình xài thời gian hoặc là mình chế biến thêm nha anh chị nha. Mã là H50, em bán cho mình với giá là 390.000. Cái này bằng da thật ha anh chị. 390.000, H50. Đó. 390 cho cái túi này. Cái túi cầm lên là thấy hàng xịn rồi đó. Nhưng mà bị lỗi. Lỗi đó thì không phải là bỏ luôn đâu, lỗi đó thì vẫn còn xài được. Tiếp tục. Tiếp tục là em có cái combo hai cái túi này của Ellie. Nó bằng da tổng hợp. Đây, hai cái ha. Cái nói chung combo, đầu tiên là cái bự trước nè. Cái bự này là foam du lịch Ellie, éo le đó anh chị, Ellie này ha. Canvas à, không da tổng hợp nha, phối với lại cũng da tổng hợp luôn, và trên cái phần quai nó có hơi dính dơ một chút nè. Rồi có khóa kéo miệng, có dây đeo. Này hoa văn đồ dữ lắm nha. Nó nguyên combo luôn, em sẽ bán theo combo và bán giá rẻ lắm anh chị ơi. Không có thắc mắc đâu. Cái này mình đựng khoảng 5 đến 7 bộ đồ. À, foam sách hoặc là đeo nha. Coi có lỗi gì không? Rồi không có lỗi nhưng mà không mới ken ha. Cái này độ mới khoảng cỡ 80% thôi, tại trừ mấy cái điểm nó dính dơ dơ trên đây. Size ngang là được 48 nè, cao lên là được 30. Rồi một cái thứ hai là cái nhỏ để mình xách nè. Chị nào mình đi du lịch rồi đó mình xách cho nó nguyên một combo ha. À, cái chất liệu nó y chang. Rồi foam này là nhỏ gọn lắm. Khoan khóa dập hiệu Ellie hết luôn. Độ mới tương đương. Rồi bên trong đây thì có tác là Ellie nè, made in China. Đó, nó toàn là bằng da tổng hợp với là không mà chứ không có da bò nha, không có chỗ nào da bò. Cái phần màu nâu nhạt này nó cũng không phải là da bò luôn. Độ mới khoảng 82-85% anh chị ha. Không mới ken nhưng mà nhìn nó cũng còn rất là đẹp, nó không có cái lỗi nào lớn hết. Nhưng mà nó vẫn là hàng si nha anh chị. Size ngang là được 23 nè, ngang đáy là 25, cao lên là được 20 cm. Rồi, cái này em bán cái combo này cho mình với giá là 600.000. Mình chốt giùm em mã là H52, giá 600.000 cho nguyên combo hai cái này. H52. Giá là 600. Mà bán hai cái luôn anh chị. Rồi. Của Ellie. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là em sẽ có một cái túi công sở. Túi này đẹp, túi này rất là xịn nha. Bằng hàng hiệu Made in Italy, da phối với lại cái này là vải rồi người ta phủ PVC lên. À, hàng của Valentino. Đấy, cái này do mấy cái kia nó đè lên nè anh chị ơi. Khi mà em gửi cho anh chị thì em sẽ độn cái foam lên cho nó đứng cứng cáp lên ha.
Đấy, form này to để mình đi làm công sở này, hàng hiệu Valentino và được made in Italy, từng cái khoen khoáng người ta dập made in Italy trên đây. Chất liệu bên dưới này là cái miếng vải bố của anh chị, xong đó người ta phủ một lớp PVC rất là mỏng bên trên, là dạng người ta phủ mà nó nhám á, chứ nó không có bóng như những cái mẫu mà Mario kia ha, cho nên mình nhìn mình tưởng đâu nó là canvas nhưng không phải, nó là vải bố, vải dày luôn. Rồi mấy cái phần màu da này nó là da bò thật, trên khoen khóa vàng ống dập hiệu Valentino, à dập hiệu Made in Italy. Rồi có khóa kéo miệng, có khóa kéo miệng. Rồi bên trong là lót da ghi chữ là Made in Italy đây anh chị, đẹp nha. Cái này đựng giấy A4 là Vivu, hoặc là mình đựng quần áo thì khoảng được cũng 2-3 bộ đó, đẹp lắm. Góc cạnh còn đẹp, cái form nó cũng khá là cổ điển, màu cũng cổ điển ha. Form đeo vai à, size ngang miệng là được 43, cao lên là được 29. Cái này em bán cho mình với giá là 650, anh chị chốt giùm em mã là H49, giá là 650 ngàn cho cái túi này. H49 giá 650. Rồi H49 650. Tiếp tục là một cái clutch Valentino, cái này là full da bò. Da bò người ta chạy cái đường viền ở đây ha, clutch này nam nữ xài được. Ở bên trong cái lót nó bị dính dơ, nhưng mà nó dính bám vô trong cái lót luôn rồi, nó không có dính ra đồ của mình đâu, nhưng mà nó vẫn bị dơ nha anh chị. Có tag Made in Italy đây, độ mới cái này nó khoảng cỡ trừ điểm cái lót luôn thì nó cỡ khoảng 75-78%, nhưng mà không có rách lỗi gì hết ha. Mình đựng giấy tờ hay là mình đựng đồ linh tinh thì ok hết. Rồi size ngang là được 26 nè, cao lên là được 18. Rồi cái này em sẽ khuyến mãi cho anh chị với giá là 320. Chốt giùm em mã là H6 giá là 320. H6 giá 320 cho cái túi này. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là cái túi này, cái gì đẹp quá nè. Đang đan lại với nhau nè, cái này là da bò thật nha anh chị. Da bò thật đan nhưng mà người ta làm cái màu sắc cũng đẹp lắm, ba màu. Màu kem nè, màu nâu và màu xanh. Đan lại nha, form công sở da thật anh chị ha. Size ngang là được 43, cao lên là được 26. Độ mới này khoảng cỡ 85%, góc có sờn nhẹ. Hàng có qua sử dụng. Form này xách tay đeo vai, hàng có hiệu luôn. Hiệu này là hiệu hiệu gì? Made in răng đó anh chị, nhưng mà cái hiệu gì khó đọc lắm anh chị ơi. Cái hiệu đây đây đây, cái hiệu. Nè, người ta ghi nè anh chị. Vậy sao đọc được? Made in răng thôi nha, sản xuất tại Pháp anh chị ha. Rồi bên trong thì là lót vải hoa dập hiệu đó, lót vải của cái hiệu đó luôn đó anh chị. Đó, rất là mới nha, bên trong lót còn đẹp lắm. Có khóa kéo miệng luôn, giấy A4 là vô tư, hoặc đựng 2-3 bộ đồ, đẹp quá nha anh chị nha. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 600 ngàn. Chốt giùm em mã là H7 giá 600, hàng hiệu da bò còn độ mới cao ha. 600 ngàn H7. Cái túi này đẹp á, hai cái túi công sở nãy giờ đều rất là đẹp, anh chị nên lấy á. Cái này cái màu sắc đồ này kia khó kiếm. Tiếp tục là này, Charles Jordan thì em còn cái mẫu này đeo chéo nè, nhưng mà mẫu này nó không có mới bằng cái cớp hồi lúc nãy đâu anh chị ơi. Cái này cái phần da nó có bị đồ cũ chút xíu nha. Cái này dạng đeo chéo nhỏ gọn cho các chị á, khoảng 80%, 82%. Size ngang là được 17 nè, nhân với lại 14, nhân lại 3 cm. Charles Jordan, khóa kéo bên trong ha. Rồi còn tác và Charles Jordan Paris, lót là lót lót vải bố anh chị. Cái này em đang bán với giá là 550 và khuyến mãi cho anh chị là 500 ngàn ha. Giá này cũng rất là rẻ so với thương hiệu này rồi, giá 500. Chốt giùm em mã là H47 giá 500 ngàn. H47 giá 500 cho cái túi này. Charles Jordan, thường là mình đi săn hàng si thì mình mới gặp mấy cái hiệu này thôi, còn nếu mà mình mua mới thì chắc mình đi săn này kia cũng có, nhưng mà nó sẽ mắc anh chị. Rồi em có một cái clutch này, hàng cũng có hiệu luôn. Ủa cái hiệu này ghi chữ là gì, high quality gì đó, để hồi em coi bên trong coi. Cái này cũng rất đẹp nha, nhìn nó cực kỳ cổ điển anh chị nha, độ mới khoảng cỡ 82-85%. Đẹp lắm, clutch cầm tay xách như vậy. Đó, cái chỗ này là bằng canvas phối với lại da. Size ngang là được 25, cao lên là được 15. Khóa IKK.
cái này bên trong là lót da tổng hợp anh chị, cũng còn rất là đẹp, mới ken ha. Giá là 480.000. Anh chị chốt giùm em mã là H10, giá là 480. H10 giá 480.000 cho cái túi này. H10 480. H10 này 480 này. Rồi, tiếp tục. Ồ, cái túi này nó hơi cũ à. Đây, em có cái túi này xinh nè. Túi này là da tổng hợp nha, không có phải là da thật, nhưng mà nó rất là đẹp. Da tổng hợp dập vân điểu ghép. Đó, độ mới khoảng 85% hơn anh chị, góc cạnh còn đẹp lắm, nhưng mà điều đó là da tổng hợp nha. Bọn này các chị mình đi làm công sở là vô tư luôn á, đẹp. Chứ không có phải là dởm, nhìn với da không phải da dởm đâu nha. Dù người ta là da tổng hợp nhưng mà dạng cũng rất cao cấp. Size ngang 25 nè, size ngang đáy là 30, cao lên là 22. Và dáng xách tay đeo vai, có khóa kéo miệng nè. Rồi bên trong là lót vải rất là mới luôn. Cái túi này mới nha anh chị. Rồi, đẹp nha. Tại một vài cái vết hơi hơi dơ dơ nhẹ nhẹ do mấy cái túi khác dính qua thôi, không đáng kể đâu. Tại mình cũng đang săn hàng si anh chị ha. Đó, cũng có vết này vết kia, miễn là nó không quá đáng thôi là ok rồi. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 420.000. Cái này rất là đẹp. Mã của nó là H48, giá là 420.000 cho cái túi này. Rồi, em sẽ kết thúc video này ở đây anh chị ha. Hy vọng là cả nhà mình đã chọn lựa được những cái sản phẩm ưng ý trong video này. Và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo, thì em sẽ giới thiệu thêm nhiều hàng mới nữa đến với anh chị. Và anh chị có thể nhấn đăng ký kênh, cũng như là nhấn like, share những cái video của shop để ủng hộ tinh thần, cũng như là để tương tác và mình theo dõi sớm khi mà em có video mới anh chị ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.